cái này đang đốt lửa nè cả nhà, đốt lửa để chào mừng lễ hội cả nhà. Mai thế bạn, cứ cơ ở mổ hè, cứ cơ mổ hè không có đâu vui rồi. Và đây là cái thi đấu, giải thi đấu này là lần thứ 61 nha cả nhà, của huyện Hàm Giang nha. Cái sân vận động rất là rộng, từng các phường hết á, cái đó là những các phường cái tròi, từng tròi từng tròi đó cả nhà, là của những phường từng phường từng phường á. Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà, hân hạnh được đón cả nhà đến với kênh YouTube Phi Yến Tự Do nha. Hôm nay mình sẽ ở cái huyện Hàm Giang, mình sẽ có ngày lễ của văn hóa cả nhà. Giờ mình sẽ cả nhà sẽ theo chân mình đi xem cái lễ. Cái lễ của ở quận mình nha. Rất là vui, cái này lễ thi thi đấu gì đó cả nhà. Thi đấu thi đấu các môn thể thao á cả nhà. Em bây giờ mình đang đi vô nha cả nhà. Ở thì từ đó cái là ý chốt cái đó cái là quên chốt cái. 근데 차가 들어가도 되는 건 모르겠다. 아무튼 말을 안 하냐고 하니까. 지금 들어가고 있어. 오늘 mình đi vô đây nha cả nhà. Ở đây là cái sân vận động nha cả nhà. 주차도 안에 들어가야 돼. 뭐라고? 응. 이 sân vận động. 이쪽으로 왼쪽으로 왼쪽으로. 오른쪽 아니라? 아니 왼쪽으로. 왼쪽으로. 아니 저쪽으로 가야 된다잖아. 어디가? 아, 오른쪽으로. 그 đi bên phải nè, bà má chồng mình chỉ đi bên trái. 어이가 없어 가지고. 아, 그거 왜 저런들이 있는 이유가 뭐야? 아니, 어디 주차할 데가 있나? 함양 스포츠 파크. Đây là cái ở đây là cái khu vận động á cả nhà. Khu vận động của huyện Hàm Giang nha cả nhà. Đây là cái nhà vận động. Rồi bây giờ mình đã đi vô tới nơi nha cả nhà. Giờ mình kiếm chỗ đậu xe. Kiếm chỗ đậu xe. Từ đó ra nè, Atsushi từ đó ra. Chú đó kêu vô đi. 전화하지 말고 차가 어디서 왔다 되는 거 봐. 응, 지금 찾고 있어. 찾고 있어. 여기야 우리 지국이 어딘 거 봐라. 응. 여기 có có phường, tất cả các phường đều tụ tập lại đây á cả nhà. Thi đấu của quận á. Cái này là thi đấu những môn thể thao của quận. Ở phường của mình cũng có nữa nha cả nhà. Nên bây giờ là bà má chồng mình kêu tìm cái quận, tìm cái phường của mình coi ở đâu. Lễ hội ra đây cả nhà, đây lễ hội thi đấu nha cả nhà. Thì ở đây là cho bày thức ăn cho những người mà đến tham gia dự đi xem lễ hội thi đấu cả nhà. Ăn á cả nhà, ăn miễn phí nha cả nhà. Cái này từng phường từng phường, từng phường từng phường, phường nào á, họ tự họ làm á cả nhà, họ tự họ nấu ra cho những người ở phường đó ăn á cả nhà. Và ở đây có những người ta làm kẹo cả nhà. Nha xe ham bên sa chín ham tổng nhân sa ham bên chiếc cô bút kia. Cái này là kẹo truyền thống của người Hàn á cả nhà. Thì ở đây ông xã mình hôm nay cũng có tham gia làm thức ăn, thức ăn để phục vụ mọi người ở cái phường thi cốt của mình đó cả nhà. Bây giờ mình phải đi kiếm ông xã mình nha.
mình sẽ đi kiếm cái phường Chi Cúc nha cả nhà, kiếm ông xã mình nha. Ở đây Sơ Sàng Miên là Sơ Sàng, cái tên Sơ Sàng, phường Sơ Sàng này, phường Sơ Hà. Mình sẽ đi kiếm phường Chi Cốt nha cả nhà. Đây, cái này là Hàm Giang nha, cái này là trung tâm Hàm Giang. Cái này của Hàm Giang. Để coi chi cục mình, chi cục phường của mình ở đâu đây. Phường Chi Cúc, cái này là phường Biên Cúc. Biên Cúc, cái này là phường Biên Cúc. Cái này là Bếp Trơn, cái này là phường Bếp Trơn. Trường cũng có một giải, cũng có một giải để ăn cơm trưa cả nhà. Ăn cơm trưa là kéo lại, tụ tập lại đây ăn. Ăn miễn phí nha cả nhà. Ăn miễn phí rất là ngon. Họ làm cũng hoành tráng lắm cả nhà. Ở đây là sân vận động nha cả nhà. Sân ở đây là để thi nè cả nhà. Thi là bắt đầu họ thi ở đây nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ ăn trưa trước, chỗ ông xã mình làm ăn trưa trước. Đông vui, đông vui cả nhà, đông vui. Ở đây mỗi một năm họ tổ chức một lần á cả nhà. Thì mấy năm rồi là bị corona cả nhà nên là không có tổ chức, năm nay tổ chức lại á cả nhà. Đây, đây những các em này đang chuẩn bị, đang chuẩn bị để thi đấu. Đã kiếm được cái nơi ăn uống của phường Chi Cục rồi cả nhà. Mình sẽ vô đây ăn nha cả nhà. Rồi mình đã kiếm được chỗ để ăn trưa rồi nha cả nhà, của chỗ của Chi Cúc, phường Chi Cúc cả nhà, là nằm đây nè cả nhà. Ta đang làm ăn cho những người đến tham gia dự lễ hội ăn đó cả nhà. Đây ông xã mình mặc áo xanh xanh đứng nằm đó. Trời ơi, cả nhà ơi. Nhiều chưa cả nhà? Cái này là nè, cô hỏi ăn không, cô cho mớ miếng. Thôi không ăn. Nè, cái này ông xã mình đó nha cả nhà. Thịt thế nào? Nè, thịt thế nào? Thịt thế nào? Nè. Ông xã mình hôm nay là làm anh nuôi anh nuôi làm cho những người tham gia lễ hội ăn á cả nhà, ăn miễn phí á cả nhà. Làm trong đây nè. Ôi nhé, nhớ xem là mình đã đến rồi nha cả nhà. Xin chào hết ba. Đây có thức ăn rồi nha cả nhà, mình đã kiếm được chỗ ăn trưa miễn phí nha cả nhà, có thịt đồ, có những thức ăn khác nha. Buổi trưa ở đây là sẽ cho ăn như vậy nè cả nhà, có thịt, có đồ lòng heo và nho, trái cây là nho, nước ngọt là thanh ta. Đó, này là kim chi nha cả nhà, thịt bò đầy đủ hết trơn cả nhà. Cái này là canh thịt bò cay nha cả nhà. Cái này là có đủ trong đây hết đó cả nhà. Bây giờ mình ăn trưa nha cả nhà, ăn trưa xong rồi mình sẽ quay cái cảnh khác cho cả nhà xem nha. Ở nhà mọi người ai cũng đều đang ăn trưa hết cả nhà, giờ là 12 giờ đó cả nhà, nên ai cũng ăn trưa hết. Thì lễ thì chắc tới 2 giờ mới làm lễ cả nhà, nên là chắc mình không chờ được, tại vì nắng dữ lắm, nắng nóng quá. Cả nhà biết không, cái lễ hội này á là cái lễ hội này á cả nhà, là
lễ hội vận động á cả nhà. Lễ hội vận động lần thứ 61 của cái huyện Hàm Giang thì mỗi một năm á là sẽ tổ chức một lần. Đấy. Nên là như là lễ hội vận động này thì như là đá banh. Thi đá banh nè, thi chạy marathon nè, thi ca đủ thứ môn á cả nhà. Đó. Thì không có, mình không có ở lại quay được cái cảnh đó cả nhà. Cả nhà thông cảm cho mình nha. Mình sẽ chia, mình chỉ chia sẻ được cái như là cái phong tục của bên đây là như vậy đó cả nhà. Cái truyền thống của bên đây á, mỗi năm sẽ tổ chức như vậy cho bà con mình tham dự vui á cả nhà. Thì ăn uống cũng đều được miễn phí. Ăn uống đồ đẹp đều được miễn phí á cả nhà. Thích lắm. Cả nhà ơi, bây giờ mình đi tới đây thì lễ làm lễ còn lâu lắm, nên là trời nắng lắm luôn á, nên là mình sẽ đi về cả nhà ơi. Và má chồng mình không đợi được, thì người ta rồi, mình ăn xong rồi mình về, người ta cho mình thêm cái bánh gạo á cả nhà, đem về ăn. Ai kêu lấy đi về ăn. Tới đây là mình sẽ kết thúc video ha cả nhà ha. Rồi hôm nay mình quay cái khung cảnh là mình đi xem lễ hội, nhưng mà mình không xem hết được cả nhà ơi. Nắng dữ lắm. Con mình với lại má chồng mình đòi về á cả nhà. Nên là mình phải đi về ha cả nhà. Giờ mình tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.